Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các tiết mục nghệ thuật mà các nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng Chủ tịch Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka đã biểu diễn vừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nội dung vô cùng quan trọng trong chương trình hôm nay. Đó chính là lễ trao bằng xác lập kỷ lục thế giới và kỷ lục Việt Nam cho các tập thể và cá nhân. Kính thưa quý vị, nhân đại lễ Vật Sắc 2019 thì Liên minh Kỷ lục Thế giới đã trao bằng xác lập kỷ lục thế giới cho chùa Thánh Quang, nơi sở hữu hệ thống tượng và chuông đồng mạ vàng của tháp Đại Bi Kim Cương 15 tầng. Và ngày hôm nay, chính thức là ngày hôm nay, tháp Đại Bi Kim Cương của chúng ta đã có thêm một kỷ lục thế giới nữa. Đó chính là kỷ lục thế giới dành cho tháp Phật giáo có nhiều tranh kính chủ đề Phật giáo nhất thế giới. Xin được chúc mừng cho tháp Đại Bi Kim Cương. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho kỷ lục thế giới của tháp Đại Bi Kim Cương, chùa Thánh Quang. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka, nhà công đức chính xây dựng di tích đình đền Đức Quốc Tướng Linh Tử. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Mẫn Văn Luận, đại diện Ban Quản lý Di tích Đình đền Tướng Quốc Linh Tử, sẽ cùng lên sân khấu để nhận bằng xác lập kỷ lục thế giới. Trân trọng kính mời. Cùng với đó, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thành viên Hội đồng Giáo sư Liên minh Kỷ lục Thế giới lên và trao bằng. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, sẽ cùng lên sân khấu để trao bằng và cúp Kỷ lục Thế giới đến chùa Thánh Quang. Trân trọng kính mời. Thế giới thứ hai được trao cho tháp Đại Bi Kim Cương của chùa Thánh Quang, rất tuyệt vời. Và trên sân khấu chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến nghi thức trao bằng xác lập kỷ lục thế giới cho chùa Thánh Quang, nơi sở hữu tháp Phật giáo có nhiều tranh kính chủ đề Phật giáo nhất thế giới. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho chùa Thánh Quang đã giành được kỷ lục thế giới thứ hai. Xin được trân trọng cảm ơn ông Mẫn Ngọc Anh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Mẫn Văn Luận. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Lê Giáo Hợp nán lại sân khấu. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung trao kỷ lục Việt Nam đến các tập thể và cá nhân. Và ngày hôm nay, ngày 27 tháng 12, một ngày vô cùng ý nghĩa, chúng ta đã chính thức xác lập 8 kỷ lục Việt Nam đến các tập thể cá nhân đơn vị. Sau đây xin được đọc tên và trân trọng kính mời đại diện của các đơn vị bước lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời bức tranh Bác Hồ về thăm bà con nhân dân tỉnh Bắc Ninh bằng khảm trai lớn nhất Việt Nam, đồng sở hữu kỷ lục Bảo tàng Bắc Ninh và nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh. Trân trọng kính mời bước lên sân khấu. Trân trọng kính mời và chúc mừng tháp Đại Bi Kim Cương, ngôi tháp Phật giáo sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam, chủ sở hữu kỷ lục chùa Thánh Quang. Trân trọng kính mời và chúc mừng làng nghề tranh dân gian độc đáo nhất Việt Nam, sở hữu kỷ lục làng tranh Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Làng nghề đúc đồng lâu đời nhất Việt Nam, sở hữu kỷ lục làng Đại Bái. Làng nghề truyền thống che trúc hun khói duy nhất tại Việt Nam, sở hữu kỷ lục làng Xuân Lai. Huyết chiến Bạch Đằng Giang, bức tranh khảm trai có chủ đề về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, lớn nhất Việt Nam, chủ sở hữu kỷ lục nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh. Cửu Long Chầu Nguyệt, bức tranh điêu khắc bằng gỗ hương lớn nhất Việt Nam, sở hữu kỷ lục nghệ nhân Nguyễn Trần Hiệp. Nhà máy sản xuất máy biến áp truyền tải điện 220 đến 500 kV, có dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ nhất Việt Nam, chủ sở hữu kỷ lục công ty cổ phần tập đoàn Hanaka. Xin được chúc mừng và trân trọng kính mời lên sân khấu. We'll be right back.
lên sân khấu ông Mẫn Ngọc Hồng Công, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hanaka cùng quân lên sân khấu để nhận kỷ lục Việt Nam. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời các đại nhân cùng quân lên sân khấu. Trên sân khấu ông Lê Doãn Hợp, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thành viên Hội đồng Giáo sư Liên minh Kỷ lục Thế giới, đã trao bằng và cúp kỷ lục Việt Nam cho các tập thể và cá nhân được nhận kỷ lục Việt Nam trong ngày 27 tháng 12 năm 2019. Trên sân khấu đang là 8 kỷ lục Việt Nam được xác lập vào ngày 27 tháng 12 năm 2019. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các kỷ lục Việt Nam được xác lập vào ngày hôm nay. Với trên sân khấu đang là các nghệ nhân cũng như đại diện của các làng tranh dân gian Đông Hồ, làng Đại Bái, làng Xuân Lai nhận giải thưởng và xác lập kỷ lục trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng các tập thể và cá nhân đã được nhận kỷ lục Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2019. Chúng ta có bức tranh Bác Hồ về thăm bà con nhân dân tỉnh Bắc Ninh bằng khảm trai lớn nhất Việt Nam. Tháp Đại Bi Kim Cương, ngôi tháp Phật giáo sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam, làng nghề tranh dân gian độc đáo nhất Việt Nam, làng nghề đúc đồng lâu đời nhất Việt Nam, làng nghề truyền thống tre hun khói duy nhất tại Việt Nam. Vâng, các kỷ lục vô cùng tuyệt vời. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 8 kỷ lục Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Doãn Hợp. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hòa. Và xin được chúc mừng các tập thể cá nhân.